giữa trăm nghề tâm chọn nghề ý đức bao bộn bề. Xã Thượng Tân Lộc là một xã miền núi của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích 31,20 km² và dân số 11.300 người. Năm 2020, thực hiện nghị quyết số 831 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Trong đó sáp nhập 3 xã Nam Thượng, Nam Tân, Nam Lộc của huyện Nam Đàn thành xã Thượng Tân Lộc. Với việc sáp nhập đơn vị xã Thượng Tân Lộc thì đơn vị trạm y tế xã Thượng Tân Lộc cũng được thành lập theo quyết định số 3164 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tổ chức lại các trạm y tế xã Nam Tân, Nam Thượng, Nam Lộc thành trạm y tế xã Thượng Tân Lộc. Hưởng ứng phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện với môi trường, tập thể cán bộ nhân viên trạm y tế xã Thượng Tân Lộc đã tham gia hưởng ứng tích cực. Được thành lập mới và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2020, trạm có 13 phòng làm việc, 2 khu vệ sinh, khuôn viên cây xanh rộng gần 500 m², hệ thống bờ rào được xây dựng bao quanh khuôn viên trạm y tế theo đúng mỹ quan và quy định. Trạm y tế xã Thượng Tân Lộc hiện có 9 cán bộ, viên chức, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ kiêm chuyên trách dân số, 2 nữ hộ sinh và 3 điều dưỡng. Khi đến với trạm y tế xã Thượng Tân Lộc, điều mà ai cũng nhận thấy đó là một khuôn viên sạch đẹp, phù hợp với môi trường của đơn vị y tế. Từ đường đi, nhà để xe, ghế ngồi cho đến phòng chờ đều được bố trí thuận lợi, khoa học. Các phòng điều trị, phòng khám, nhà làm việc ngăn nắp, nhà vệ sinh có đủ điện, nước và thường xuyên được lo dọn sạch sẽ. Thực hiện phong trào năm sạch do Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn phát động, trạm y tế xã Thượng Tân Lộc rất quan tâm đến việc trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp, tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh khi đến thăm khám và điều trị. Thực hiện cái chủ trương của Đảng ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại đơn vị xã Thượng Tân Lộc, trạm y tế chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân xã về kế hoạch về chương trình sáng xanh sạch đẹp. Trạm y tế nói riêng cũng như các cái đơn vị cơ sở y tế nói chung thì vấn đề về khuôn viên là vô cùng quan trọng. Vì để hướng tới một cái khuôn viên thân thiện và có cái không gian để làm việc ấy, thì trạm cũng đã có cái tham mưu để mở rộng về cái khuôn viên cái khu vực chờ khám chữa bệnh. Hai nữa là bố trí thêm hệ thống cây xanh để đảm bảo về vấn đề môi trường. Ngành của ta, ngành y tế vinh quang biết bao. Với mục tiêu xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trạm y tế xã Thượng Tân Lộc đã phát động tới toàn thể cán bộ trạm y tế, nhân viên y tế, dân số các xóm tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều chậu hoa cây cảnh được trồng mới tại bồn hoa và vườn hoa của trạm y tế. Các cây xanh được cắt tỉa, cành lá định kỳ, toàn bộ khuôn viên của trạm hàng ngày được quét dọn vệ sinh, sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài hoa và cây xanh, trạm y tế xã Thượng Tân Lộc còn trồng những luống rau sạch, mướt xanh để cải thiện những bữa ăn gia đình. Với tiêu chí môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện, toàn thể cán bộ nhân viên trạm y tế xã Thượng Tân Lộc luôn quan tâm thực hiện tốt phong trào năm sạch, phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn để vệ sinh hàng ngày. Vào ngày 25 hàng tháng thì tiến hành kiểm tra và chấm các phòng. Có được những kết quả trong phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, trạm y tế xã Thượng Tân Lộc đã triển khai thực hiện lồng ghép các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, trạm y tế không khói thuốc, nâng cao y đức và chất lượng điều trị, phân loại chất thải sinh hoạt và y tế ngay từ nguồn, nhắc nhở cán bộ nhân viên y tế có ý thức bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động,
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người bệnh và người nhà bệnh nhân giữ gìn vệ sinh chung, không hút thuốc lá, hợp tác với nhân viên y tế, tập trung xây dựng môi trường tự nhiên, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Hàng tuần, cứ vào ngày cuối tuần là toàn bộ nhân viên của trạm dành thời gian 1 tiếng sau khi hết giờ làm việc để tổng dọn vệ sinh nhà trạm, cắt tỉa cây cối cũng như trồng mới để bổ sung vào vườn cây của trạm. Nhờ thực hiện mô hình trạm y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, nên đã thu hút và tạo niềm tin đối với nhiều bệnh nhân về với trạm y tế xã Thượng Tân Lộc, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bình quân hàng năm, trạm y tế đã khám chữa bệnh cho hơn 6.000 lượt người, trong đó có 85% lượt người được khám bảo hiểm y tế. Điều trị ngoại trú chiếm 15% lượt người. Các chương trình mục tiêu y tế dân số đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phòng chống dịch được quan tâm thực hiện tốt. Mỗi tháng một lần, trạm y tế tổ chức giao ban với nhân viên y tế dân số của các xóm để nắm bắt tình hình dịch bệnh và định kỳ 1 tuần một lần báo cáo tình hình dịch bệnh tại xóm mình quản lý về trạm y tế của xã nhà. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 98%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi còn 10,2%. 100% bà mẹ mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ. 100% bà mẹ sinh tại trạm an toàn, không có tai biến sản khoa xảy ra. Thì chúng trước đấy trạm y tế thực tế thì hình cũng được như dư quá. Trước đấy là quá như hình kém cỏi lắm. Dư bữa sáng cái nông thôn mới dư sáng trang, sạch sẽ, lịch sự, rồi gọn gàng. Như một là cái cảnh quan môi trường này, hình sạch sẽ này, hình tránh đẹp này, rồi cả cái công viên của cái ô, các cái ô thuộc này cũng đầy đủ này, rồi là tư cách của nhân viên thì phục vụ thì phải nói là coi như với bệnh nhân là rất tận tình và chú đáo, sạch sẽ, gọn gàng. Thì tối thì tháng nào tôi cũng đi vào trạm đấy để chưa cả. Cái đó tôi cảm thấy là coi như cũng rất hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên đối với bệnh nhân. Thì trạm y tế xã đã làm tốt cái vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng cơ sở vật chất để đạt các cái tiêu chí nâng cao. Trong 2 năm gần đây là mỗi năm là có trên 6.000 lượt người dẫn đến thăm khám. Từ đó tôi cũng thể hiện được đó là cái sự quan tâm chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền ở đấy trong cái việc nâng cao cơ sở vật chất, trong cái việc là tinh thần của cán bộ y tế phục vụ, rồi cái môi trường như vậy là để từng bước là đáp ứng cái sự thám khám bệnh của người dân địa phương. Sau một thời gian triển khai thì đến nay cái bộ mặt của khuôn viên của trạm đã khang trang hơn, sạch sẽ hơn và có nhiều màu xanh hơn. Cả cái phòng chức năng thì bố trí gọn gàng, sạch sẽ, cả cái trang thiết bị đầy đủ. Từ chỗ đó thì có cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân ở địa phương ngày một tốt hơn. Tự hào mãi năm chữ vào người sáng, Bác đã dạy lưng y như từ mẫu, chúng con xin nguyện khắc ghi lời người. Với những kết quả đã đạt được, trạm y tế xã Thượng Tân Lộc năm 2021 được công nhận là xã chuẩn quốc gia về y tế. Với mô hình trạm y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, là tiền đề để trạm y tế xã Thượng Tân Lộc sẽ phát huy làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong những năm tiếp theo. Phấn đấu là đơn vị hàng đầu của huyện nhà thực hiện mục tiêu chung của ngành y tế, đồng thời góp phần vào việc xây dựng các tiêu chí để xã Thượng Tân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Trạm y tế xã Thượng Tân Lộc xin chào!